cơ ngơi cũng còn khá quá chứ hả? Thành phố đẹp và rộng lớn như thế này, tại sao không chia đôi Giang Sơn để cai trị? Tao với mày, hai thằng tập tạ ra đời làm ăn, có cần phải sống chết để có kết quả như ngày hôm nay không? Thôi, quay đầu đi, buông tay đi. Mày còn gì mà mặc cả với tao? Trong khi trong tay tao đang nắm giữ con đàn bà yêu thương nhất của mày, tiền bạc của mày cũng nằm trong tay của tao. Vậy bây giờ mày muốn sao? Mày muốn cứu nó thì bước qua đây. Mày qua nhà tao thăm người bạn cũ, có cần dẫn theo nhiều anh em vậy không? Đại ca sống tốt quá. Anh em bỏ đi hết rồi nè. Con chó phản đồ của tao mày cũng nuôi nữa hả? Còn cái gì nữa mà mày lo cho nó? Để em chơi nó. Đi ra. Chỉ là chuyện riêng của anh, hai em lùi lại. Đình đình, trăm tỷ, cái trồng răng đi con. Hai bên cũng mắc luôn. Đại ca, nhau rồi. Lóc lóc.